chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Nga bị tấn công bằng loạt UAV, Ukraine thừa nhận khó khăn. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho hay, nhà máy hóa chất Alexinsky ở khu vực Tula của Nga đã bị ít nhất 13 máy bay không người lái UAV Ukraine tấn công vào đêm 8 tháng 11, rạng sáng 9 tháng 11 giờ địa phương. Vụ tấn công đã gây ra các vụ nổ và khói bụi, buộc nhân viên nhà máy Nga phải sơ tán, SBU nhấn mạnh. SBU nói rằng nhà máy này sản xuất súng và đạn dược cho quân đội Nga. Cuộc tấn công đã kích hoạt báo động phòng không ở nhiều khu vực khác nhau của Nga từ khoảng 21 giờ 30. Một nguồn tin cũng xác nhận thiệt hại đối với nhà máy nhiệt điện Alexinskaya, nói rằng đường dây truyền tải điện 110 kV đã bị hư hại. Các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được CNN xác minh cho thấy vụ tấn công vào nhà máy hóa chất Alexinsky nằm cách Moscow khoảng 200 km về phía nam. Chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch toàn diện nhằm vào các cơ sở hỗ trợ cho ngành quốc phòng của Nga, nguồn tin tại SBU nhấn mạnh. Việc phá hủy các kho vũ khí, sân bay quân sự và các nhà máy quốc phòng Nga sẽ làm giảm khả năng tấn công của Moscow vào đất nước chúng tôi. Thống đốc vùng Tula Dmitry Milayev ngày 9 tháng 11 cho biết cuộc tấn công bằng UAV xuyên đêm của Ukraine đã bị chặn đứng, song không đề cập đến nhà máy hóa chất Alexinsky. Thống đốc Milayev cho biết thêm các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hỏng lớp kính của một ngôi nhà riêng và không có thương vong. Tình hình đã được kiểm soát, ông nói. Tương tự, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 11 cũng khẳng định nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài suốt hơn 2,5 năm qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong bối cảnh đó, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 9 tháng 11 thừa nhận tình hình trên chiến trường diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng xấu đi. Tình hình ở tiền tuyến vẫn còn rất khó khăn và có chiều hướng leo thang. Đối phương sử dụng ưu thế về quân số tiếp tục tiến hành tấn công, tập trung chính vào mặt trận Pokrov và Kurakhov, tướng Syrsky cho biết và thêm rằng điều này đã được Ukraine chia sẻ với phía Mỹ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây đã cảnh báo ông Donald Trump sẽ rút nước Mỹ khỏi xung đột ở Ukraine và bỏ mặc Liên minh châu Âu trong tình thế khó khăn. Tình hình trên chiến trường rất rõ ràng, đây là một thất bại về mặt quân sự. Người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột, ông Orbán phát biểu trên Kossuth Radio hôm 8 tháng 11. Một mình châu Âu không thể gánh kinh phí cho cuộc xung đột này. Theo ông Orbán, một số lãnh đạo Liên minh châu Âu, EU muốn tiếp tục viện trợ tài chính cho Ukraine, nhưng ngày càng có nhiều người trong nhóm này trở nên im lặng. Trong khi đó, nhiều người khác đang kêu gọi xem xét lại đường lối chính sách của cuộc xung đột. Ông Orbán đưa ra nhận định trên sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa kết thúc. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Các nhà lãnh đạo EU đang tề tựu tại thủ đô Budapest của Hungary để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc họp có sự tham gia của 27 nhà lãnh đạo EU. Một ngày trước đó, trong lúc dự họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Budapest, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa bác bỏ tuyên bố của ông Trump cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc trong một ngày. Theo NDTV, ông lo ngại đó sẽ là nền hòa bình theo các điều khoản có lợi cho Nga, bao gồm việc nhượng lãnh thổ. Nếu điều đó diễn ra chóng vánh, đó sẽ là mất mát cho Ukraine, ông Zelensky nói. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bất kể ai trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Khi đến hội nghị thượng đỉnh hôm 8 tháng 11, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Joseph Borrell đã gạt đi mối lo ngại cho rằng châu Âu sẽ thay đổi hướng đi khi Mỹ có chính quyền mới. Chúng ta không thể giao phó năng lực hành động của mình cho người khác. Bất kể điều gì xảy ra ở Mỹ, chúng tôi đều có lợi ích và giá trị của riêng mình, ông Borrell nói. Theo tạp chí Hungarian Conservative, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đồng quan điểm với ông Orbán trên nhiều vấn đề nhưng lại bất đồng gay gắt về cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng nhấn mạnh, chừng nào còn giao tranh, Ý còn đứng về phía Ukraine. Tương tự, đài BBC dẫn lời Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine là sắt đá. Hungary dự đoán điều không vui cho Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo ông Donald Trump sẽ rút nước Mỹ khỏi xung đột Ukraine và bỏ mặc Liên minh châu Âu trong tình thế khó khăn. Tình hình trên chiến trường rất rõ ràng, đây là một thất bại về mặt quân sự. Người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột, ông Orbán phát biểu trên Kossuth Radio vào hôm 8 tháng 11.
một mình châu Âu không thể gánh kinh phí cho cuộc xung đột này. Theo ông Orbán, một số lãnh đạo liên minh châu EU muốn tiếp tục viện trợ tài chính cho Ukraine, nhưng ngày càng có nhiều người trong nhóm này trở nên im lặng. Trong khi đó, nhiều người khác đang kêu gọi xem xét lại đường lối chính sách của cuộc xung đột. Ông Orbán đưa ra nhận định trên sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa kết thúc trước đó. Ông Trump từng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Các nhà lãnh đạo EU đang tề tựu tại thủ đô Budapest của Hungary để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc họp có sự tham gia của 27 nhà lãnh đạo EU. Một ngày trước đó, trong lúc dự họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Budapest, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa bác bỏ tuyên bố của ông Trump cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc trong một ngày. Theo NDTV, ông lo ngại đó sẽ là nền hòa bình theo các điều khoản có lợi cho Nga, bao gồm việc nhượng lãnh thổ. Nếu điều đó diễn ra chóng vánh, đó sẽ là mất mát cho Ukraine, ông Zelensky nói. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bất kể ai trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Khi đến hội nghị thượng đỉnh hôm 8 tháng 11, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Joseph Borrell, đã gạt đi mối lo ngại cho rằng châu Âu sẽ thay đổi hướng đi khi Mỹ có chính quyền mới. Chúng ta không thể giao phó năng lực hành động của mình cho người khác, bất kể điều gì xảy ra ở Mỹ. Chúng tôi đều có lợi ích và giá trị riêng của mình, ông Borrell nói. Theo tạp chí Hungarian Conservative, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đồng quan điểm với ông Orbán trên nhiều vấn đề nhưng lại bất đồng gay gắt về cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng nhấn mạnh, chừng nào còn giao tranh, Ý còn đứng về phía Ukraine. Tương tự, đài BBC dẫn lời Thủ tướng Anh Keir Starmer, khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine là sắt đá. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.